Đồ có điền báo cáo quý khách ở Sầm Sơn Thanh Hóa là chiếc xe đạp nữ là bản thân trọng lượng của nó là có 17 cân, tôi đã cân thử rồi, lắp xong rồi cân thử rồi. Và bây giờ đóng gói xong nó là 25 cân. Đấy, như vậy tất cả cái lượng là thùng của nó xong lại còn bìa ngoài rồi các thứ tổng cộng vào là như vậy là 8 cân nữa. Rất là cẩn thận luôn để cho nó đảm bảo cho cái hàng hóa. Đây là hình ảnh tôi đang đứng tại bưu điện. Bưu điện xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở lúc này đang là sáng ngày 16 tháng 7 năm 2022. Zalo của Đỗ Quốc Hiền là 0967666111. Tạm biệt quý vị.